Bạn nghĩ sao về việc biến nọc độc của một con bọ cạp có thể giết người thành một nguồn thu lợi nhuận khổng lồ? Đó thực sự là một ý tưởng điên rồ. Kể từ năm 2016, ngày càng có nhiều nông dân mạo hiểm nuôi bọ cạp để lấy nọc độc trên toàn cầu. Và có lẽ bạn cũng chưa biết rằng một gallon nọc độc của bọ cạp có thể có giá tới 39 triệu USD, thậm chí là hơn thế nữa. Vậy, tại sao loại độc dược này lại đắt đỏ đến vậy? Đừng bỏ lỡ chi tiết nào trong video ngày hôm nay nhé! Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay! Bọ cạp là loại động vật không có xương sống, có 8 chân và có nọc khá độc. Các con cái có phần càng và đuôi nhỏ hơn những con đực, nhưng kích thước của chúng lại to hơn con đực với phần bụng khá lớn. Cho tới nay, người ta vẫn chưa xác định được tuổi thọ tối đa của bọ cạp. Thông thường, chúng có thể sống với thời gian khoảng từ 4 cho tới 40 năm. Tất cả các con bọ cạp đều có nọc độc và có thể gây ra các phản ứng đau hoặc tê cứng nếu bị cắn. Trên thực tế, bọ cạp không đủ nọc độc để giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh. Tuy nhiên, đối với một vài người bị dị ứng với bọ cạp có thể tử vong nhanh hơn. Để nuôi được loài vật này, chúng ta cần biết kỹ thuật chăn nuôi cũng như hiểu rõ được các tập tính sống của chúng. Dựa vào số lượng bọ cạp khác nhau, ta có thể xây dựng khu vực nuôi có diện tích sao cho phù hợp. Với 100 con bọ cạp thì diện tích khu vực nuôi sẽ rơi vào khoảng 1m², từ 3.000 con trở lên thì diện tích tiêu chuẩn là khoảng 8m². Bạn có thể nuôi bọ cạp trong các chuồng nuôi chuyên dụng hoặc trong các hộp nhựa. Chuồng nuôi cần xây dựng ở nơi thoáng mát, khô ráo, độ sâu trung bình sẽ khoảng từ 30 đến 50cm. Trong chuồng nuôi, cần giữ cho đất tơi xốp, đất đảm bảo không quá khô, cần đặt các gốc cây có rễ chùm và đắp thêm đất vào để chúng đào hang tạo chỗ ẩn nấp. Thức ăn yêu thích của bọ cạp là các loài động vật nhỏ như sâu bọ, dế. Chúng sử dụng nọc độc và càng để bắt mồi. Thông thường, bọ cạp sẽ làm tê liệt hoặc giết chết con mồi trước khi ăn. Chúng sẽ dùng càng chia nhỏ con mồi ra và thưởng thức. Bọ cạp chỉ có thể tiêu hóa thức ăn ở dạng mềm. Do đó, các phần chất rắn như bộ xương ngoài, lông của con mồi đều bị chúng bỏ lại. Thông thường, một con bọ cạp chỉ ăn từ 1 đến 2 con dế mỗi lần và sau khi ăn, chúng cần vài hôm để tiêu hóa hết. Vì vậy, cách vài ngày mới cho ăn lại một lần. Thời điểm cho ăn thích hợp nhất là vào buổi chiều tối. Có một điều mà không phải ai cũng biết, đó là bọ cạp là loài đẻ con, mỗi lần chúng có thể đẻ tới 80 con. Sau khi đẻ, bọ cạp non sẽ nằm trên lưng mẹ cho đến khi chúng trải qua ít nhất một lần lột xác. Chúng sẽ không thể sống được nếu bị tách khỏi mẹ ngay sau khi sinh. Sau khoảng 10 ngày, bọ cạp non có thể tự bò xuống đất và kiếm ăn, mẹ chúng sẽ tiếp tục giao phối và sinh sản. Bọ cạp con mất khoảng 6 tháng để có thể phát triển và trưởng thành.
Sau khi đạt từ 1 đến 2 năm tuổi, bọ cạp bước vào giai đoạn thu hoạch nọc độc. Để có được hỗn hợp độc tố quý giá này, người ta sẽ phải thực hiện các bước thu hoạch thủ công. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, bạn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bọ cạp đốt trong quá trình thu hoạch nọc độc. Việc lấy nọc độc sẽ là một công việc khó khăn, họ sẽ sử dụng một xung điện nhỏ để truyền vào bọ cạp và khiến nọc độc của chúng thoát ra ngoài, tạo ra một hoặc hai giọt chất lỏng màu trắng đục. Ngay sau đó, sẽ thu chúng vào trong lọ chứa chuyên dụng. Trung bình, một con bọ cạp mỗi ngày sẽ tiết ra khoảng 2mg nọc độc, số nọc độc thu hoạch được sẽ dùng để chế tạo mỹ phẩm hoặc thuốc. Các thành phần hoạt động của nọc độc là protein và peptide. Thành phần này cũng có trong nọc độc rắn hoặc các sinh vật khác. Các axit amin hình thành các peptide này sẽ có khả năng tạo ra nọc độc. Chúng tìm kiếm và phá hủy các tế bào, mang lại lợi ích trong việc phát triển các loại thuốc giảm đau, điều chỉnh huyết áp và điều trị ung thư và bệnh Parkinson. Điều kỳ lạ tại Trung Quốc, một trang trại tắc kè có thể thu về lợi nhuận lên tới 800.000 USD mỗi năm. Họ đã làm điều đó bằng cách nào? Được biết đến là một loại dược liệu quý. Tuy nhiên, ngày nay, do việc đánh bắt quá mức đã khiến loài bò sát này ngày càng cạn kiệt. Vậy nên, việc nuôi tắc kè đang trở nên phổ biến và đem lại nhiều lợi ích về kinh tế. Thậm chí, có thời điểm nó trở thành cơn bão trên thị trường được rất nhiều người săn lùng. Để khám phá những điều thú vị về tắc kè, mời các bạn cùng tôi khám phá trang trại chăn nuôi tắc kè lớn nhất Trung Quốc qua video sau đây nhé! Tắc kè có thân hình tương đối lớn, con đực có thể đạt từ 30 đến 40cm chiều dài, cân nặng khoảng 150 đến 300g. Con cái thì có kích thước nhỏ hơn và khi được chăm sóc tốt thì chúng có thể sống được đến 10 năm, thậm chí là 18 năm. Phần đầu của tắc kè hơi dệt, tựa như hình tam giác với đôi mắt đặc trưng màu nâu hoặc là vàng cam. Mắt của chúng có thể tập trung cao độ, khi rình mồi hay quan sát gì đó, nó có thể nhìn hàng giờ vào một chỗ, không chớp mắt, không rời đi. Đặc biệt là tắc kè có thể di chuyển trên bất kỳ bề mặt nào, dù là trơn trượt hay thẳng đứng. Bàn chân của tắc kè có rất nhiều sợi lông cực nhỏ. Ở đầu mỗi sợi lông lại phân nhánh thành rất nhiều sợi lông nhỏ khác nhau, được gọi là spatulae với kích thước nanomet. Các sợi spatulae cho phép tắc kè bám được trên trường hay mặt phẳng. Nhờ tương tác tĩnh điện, hai điện tích trái dấu hút nhau, mỗi phân tử trong cơ thể sống hoặc một vật nào đó thường cân bằng về điện tích. Nhưng một mặt có xu hướng mang điện tích dương và mặt còn lại mang điện tích âm. Khi tắc kè leo tường, các sợi spatulae siêu nhỏ có thể quay mặt mang điện tích âm của chúng về phía mặt mang điện tích dương của phân tử trên bề mặt tường và ngược lại.
tạo ra lực hút giữa các phân tử được gọi là lực liên kết Van der Waals. Căn cứ vào tập tính sinh hoạt của tắc kè, ta sẽ tạo dựng môi trường trang trại của chúng sao cho phù hợp. Nguyên liệu xây dựng chuồng trại có thể là gạch, xi măng, gỗ, lưới, với kích thước mỗi chuồng trong khoảng là chiều cao từ 2 đến 2,2 m, chiều rộng từ 1,2 đến 1,5 m, chiều dài tùy theo diện tích trang trại cũng như số lượng tắc kè. Bên trong chuồng nuôi đặt thân cây, thân gỗ để tắc kè có thể sinh sản và đẻ trứng. Khi chuồng nuôi đã hoàn thành thì ta bắt đầu thả những con tắc kè giống gần đến độ tuổi sinh sản để chúng làm quen với môi trường mới và phát triển. Vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới 20 độ C thì tắc kè tiến vào thời kỳ ngủ đông. Khi mùa xuân về, thời tiết trở nên ấm áp, tắc kè bước vào giai đoạn tìm bạn tình. Khi tắc kè được 6 tháng tuổi và nặng khoảng 50g đến 60g trở lên thì chúng bắt đầu đẻ trứng. Trứng tắc kè tập hợp lại thành một tổ gồm nhiều quả trứng. Mỗi lần tắc kè đẻ từ 2 đến 3 quả, trứng được bao bọc bởi một lớp chất dính để giúp trứng bám chặt vào các thân gỗ được chuẩn bị trước đó. Vỏ trứng cứng lại dần sau khi đẻ vài tiếng và sau khoảng 3 tháng thì nở. Trong tự nhiên, tắc kè con thường sống chung tổ với bố mẹ, chúng chỉ đi tìm một tổ khác khi tổ cũ đã quá đông các thành viên. Để đảm bảo tắc kè phát triển tốt và mang lại giá trị kinh tế cao, các trang trại cần phải nắm vững các kỹ thuật chăn nuôi thì mới có thể đem lại thành công nhất định. Đối với vấn đề dinh dưỡng, ta nên cho tắc kè ăn theo bữa để tiện chăm sóc. Mỗi ngày cho ăn 2 bữa, tắc kè có tập tính săn đêm, vậy nên ta có thể cho tắc kè ăn vào buổi tối và sáng sớm. Mỗi bữa ăn chỉ nên cho chúng ăn trong khoảng 20 phút, sau đó lấy phần thức ăn còn thừa lại ra. Món ăn khoái khẩu của tắc kè là dế, vậy nên tại các trang trại họ sẽ kết hợp với các mô hình nuôi dế để tiện cung cấp nguồn thức ăn cho tắc kè. Điều này vừa giúp đảm bảo được chất lượng của thức ăn, vừa tiết kiệm được chi phí trong quá trình nuôi dưỡng. Ngoài ra, người nuôi có thể cung cấp các loại cá biển, tôm nõn khô làm thức ăn hàng ngày cho tắc kè để chúng có thể phát triển và sinh trưởng tốt nhất. Tắc kè trong giai đoạn phát triển có thể ăn tới 20 con dế cùng một lúc. Khi chọn thức ăn cho tắc kè, nên lựa chọn những loại có kích thước phù hợp hoặc cắt nhỏ côn trùng để tắc kè dễ tiêu hóa và không bị tắc nghẽn. Trong quá trình nuôi tắc kè, để đề phòng mầm bệnh từ thức ăn của tắc kè, người nuôi không nên cho tắc kè ăn một số loài như sâu, nhện, gián. Sau khi nuôi khoảng 12 tháng là có thể thu hoạch được rồi. Tắc kè sau khi thu hoạch tùy vào mục đích sử dụng, có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Nếu muốn dùng tươi thì chặt bỏ đầu và bốn bàn chân, khứa dọc sống lưng, loại bổ ra. Mổ bụng bỏ ruột, chặt thành từng miếng đem ướp gia vị rồi đem nấu cháo. Hoặc sau khi làm thịt tắc kè xong, rửa sạch để ráo nước, tẩm nước gừng rồi sấy khô, tán thành bột làm để làm thuốc.
Ngoài ra, sau khi chế biến tắc kè có thể ngâm rượu cũng rất bổ. Theo y học cổ truyền, bài thuốc chiết xuất từ tắc kè có tác dụng làm giảm mệt mỏi, trợ các loại bệnh lý về ho như ho ra máu, hen suyễn, đau xương, tráng dương bổ thận vô cùng hiệu quả. Thậm chí, nhiều quán ăn, nhà hàng còn chế biến tắc kè tươi thành những món ăn bổ dưỡng với thực đơn vô cùng phong phú, đặc biệt được các quý ông ưa chuộng. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.